Hôm nay mình vừa đi sang nhà đứa em hàng xóm, nó bảo có một tựa game One Piece mới là Huyền Thoại Đảo Kho Báu còn hay hơn cả Huyền Thoại Hải Tặc. Ngay lập tức mình tát thẳng vào mặt nó, bảo Huyền Thoại Hải Tặc hay hơn. Thế cho nên hôm nay mình sẽ trải nghiệm thử cái tựa game Huyền Thoại Đảo Kho Báu này để xem nó có hơn được Huyền Thoại Hải Tặc hay không anh em nhá. Ngay sau khi tạo ác xong thì mình lặn lội đi tìm gift code, và đây là mình sẽ nhập luôn anh em nhá. Nhập code ở đây nó khá là ngộ khi mà chúng ta phải mở tin nhắn lên, sau đấy đánh gạch chéo GC cách ra một cái xong ấn mã gift code để nhập anh em nhá, chứ nó không có phần tính năng nhập code luôn ở trong cái phần avatar. Sau khi nhập code xong thì mình vào phần quà đăng nhập online này, mình cũng nhận thêm được một số những cái phần thưởng. Quá đăng nhập 7 ngày thì mình thấy có một cái cuộn chiêu mộ này, hình như là chiêu mộ đội X10 này, tí nữa mình sẽ thử luôn nhé. Giờ thì mình vào nhà hàng và chiêu mộ ở phần siêu cấp để xem có được tứ hoàng nào không anh em nhé. Với mỗi một cái cuộn này là mình chiêu mộ đội X10 à. Lần đầu tiên thì mình chiêu mộ ra Rob Lucy, Nami God và Mr. Tu anh em nhé, nhưng đây toàn là tướng cam thôi. Thêm một lượt nữa để xem được cái gì không nào. Lượt thứ hai thì mình lại được em tướng Moria, cũng là một tướng cam nữa anh em nhé, và mình tiếp tục sử dụng thêm một cuộn nữa. Trời ơi, lần này được có mỗi hai vị tướng tím thôi anh em ạ. Lượt thứ ba lại Nami God, Usopp và Kid, nhưng mình thấy đâu đấy là một số anh em khen Nami God rất nhiều giai đoạn đầu. Không biết như thế nào, nhưng cứ chiêu mộ thêm lần nữa để xem có tứ hoàng nào hay không đây. Lại Nami God, ảo thật đấy. Lần này thì mình đã chiêu mộ ra một tướng mới là Crocodile, mỗi tội cũng là tướng cam anh em ạ. Thêm một lượt nữa, mình lại chiêu mộ ra Rob Lucy cũng như là Nami God rồi. Trời ơi, lần này mình còn ra tận hai Crocodile rồi anh em nhá. Cá sấu sổng chuồng rồi. Tiếp tục mình lại chiêu mộ ra Nami God này, tí nữa mình sẽ nâng cấp vào Nami God nha. Ôi, anh em ơi, lần này mình chiêu mộ ra hẳn một vị tướng đỏ là Akainu này. Wow, căng thẳng vậy. Và lần cuối cùng mình chiêu mộ thì được thêm một vị tướng đỏ nữa là Gap anh em. Ui, ở đây mình thấy có điểm có thể ghép được. Mỗi tội kéo xuống đây thì mình thấy là phải nắp đầu thì mới ghép được. Ui giời ơi, cay thế nhở. Mặc dù mình thấy ở trong cái phần chiêu mộ siêu cấp tứ hoàng này có rất nhiều tướng xịn sò con bò, tướng đỏ có rất nhiều luôn, có Big Mom, có cả dâu trắng, có cài đồ luôn, có cả dâu đen, rồi thì Ace, Erona các thứ, thậm chí là cả Shanh và Roger nữa anh em nhé. Zoro Wano, Roger Edo. Nhưng mà mình lại ra ngay hai vị tướng đỏ ở bên hải quân mới đau anh em ạ. Mặc dù mình là fan của hải tặc, nhưng nếu mà nhìn cái đồ họa tướng ở trong cái tựa game Huyền Thoại Đảo Kho Báu này thì phải gọi Huyền Thoại Hải Tặc bằng điện thoại anh em nhé. Trong đồ họa ở đây nó cũng là 2D nhưng mà nó tù hơn ở trong Huyền Thoại Hải Tặc khá nhiều anh em ơi. Như vậy là riêng về đồ họa thì Huyền Thoại Hải Tặc vẫn là ăn đứt anh em nhá. Nhưng trong cái tựa game này nó hơn ở một chỗ là lại có hai vị tướng Roger liền cơ anh em ơi. Roger với cả Roger Edo nhá. Sau khi mà mình chiêu mộ xong thì mình vào phần tướng để nâng cấp lên, chắc chắn là hai vị tướng đỏ kia thì mình sẽ ưu tiên nâng cấp trước rồi. Mình sẽ ấn cảm nhanh, sau đấy là nâng cấp nhanh và phát cộng 5 luôn anh em nhá. Tiếp tục là mình sẽ tăng cấp lên cho Gap này, sau đó là đến Akainu, mình cũng khảm nhanh nhưng mà không có viên đá nào để khảm cả, nên là bắt buộc mình chỉ có thể tăng cấp được thôi. À, tuy chưa khảm được nhưng mình sẽ cường hóa lên để cộng lên 25 mắc luôn anh em ạ. Tiếp theo là Nami God, bởi vì lúc nãy mình chiêu mộ được rất là nhiều Nami God nên bây giờ mình hoàn toàn là có thể tăng sao được anh em nhá. Đấy, lên 2 sao rồi này anh em ơi. Ở trong này tăng sao thì chúng ta cần rất nhiều cái phôi của em nó nha anh em ơi. Tiếp tục là mình sẽ cường hóa lên cộng 25 và nâng cấp lên cho em Nami God nữa. Ôi nhưng mà hết vật phẩm mất rồi. Sau đấy thì mình vào phần chinh phạt và bắt đầu đi vượt ải anh em ạ. Hiện tại thì mình chỉ bố trận cho Akainu này, Gap cũng như là Nami God vào trận thôi anh em nhé. Ba vị tướng mạnh nhất của mình thôi, cho đánh nhanh anh em ạ. Vào chiến đấu một cái thì mình thấy giao diện chiến đấu nó cũng khá là ok, cũng tạm tạm anh em nhé. Mặc dù không bằng Huyền Thoại Hải Tặc như thế này là cũng ok là rồi. Hiệu ứng skill thì nó hơi a đuổi một tí anh em ạ, chưa thấy có một quả ulti nào ra hồn này nọ luôn anh em ơi. Tiếp tục ở trận đánh thứ hai, và chú trời thì cầm cái cây đinh ba giật xét khá là ghê anh em nhá. Mình thấy ở trong này là mình chưa thể nào mà đánh auto được anh em ạ, cứ click con chuột ở đây trông hơi a đuổi tí anh em ạ. Mặc dù chú trời SL khá là khỏe nhưng mà mình cũng đã kết liễu rồi, và cuối cùng mình cũng lên được cấp 6 luôn anh em nhá. À, vừa đài một lúc thì mình thấy có mở được tốc độ x2 này, đánh đấm nó cũng nhanh hơn một tí, nhưng mà mình vẫn chưa thấy có tính năng là đánh auto sử dụng skill này, mình cứ phải click chuột ở đây anh em ơi. Nhưng mà cơ chế chiến đấu ở trong tựa game này thì nó khác Huyền Thoại Tặc nha anh em. Ở Huyền Thoại Tặc thì chúng ta đánh theo lượt, nhưng ở đây là nó loạn chiến luôn anh em ạ. Mạnh ai thì người đấy đánh thôi, đứa nào có skill thì đứa đấy dùng anh em nhé. Tiếp tục là mình cường hóa được cái nắm đấm sấm sét cho ông Gap lên level 35 và tay dung nham của Akainu lên level 35 anh em nhá. Sau đấy thì mình vào mình mở hòm thư lên, tự nhiên check có một cái thư gì đấy có thể nhận được này, có 500 ngọc, 50 thùng bia và 30 cái nam châm này, như là có thể tham gia được cái sự kiện anh em nhá. Đấy, mình nhớ là trong cái phần sự kiện tầm bảo này mình quay x10 này, nếu như mà quay đủ 500 lần là được luôn vị tướng Roger Edo anh em ạ. Thôi cứ quay tạm 30 lần xem được cái gì không nào anh em. Nhìn chung thì quay ra cũng chỉ toàn một số những vật phẩm cùi thôi, chứ không thấy có cái gì ngon lành cảnh đào lắm anh em ơi. Tiếp theo thì mình vào trong cái bể tướng của mình và lựa chọn thêm Zoro để nâng cấp anh em nhé, đi chiến đấu cho nó nhanh anh em ạ, chứ không thì ba vị tướng đi đánh nó lầu quá trời có đất luôn. Mình cũng nâng cấp cho tam kiếm của Zoro lên được level 35 rồi, thêm cả Crocodile nữa, bởi vì em này thì mình cũng chưa mộ được một vài em và hoàn toàn có thể tăng sao để cho em nó lên được 2 sao anh em nhé. Mắt tay giả thì mình cũng sẽ cường hóa lên cộng 35 luôn anh em.
anh em nhá. Riêng với em Akainu thì mình sẽ đột phá thêm cho một phát nữa. Đấy, lên phẩm lục luôn, xem đánh đấm có ngon lành cái đào hơn không anh em ạ. Tiếp theo thì mình đột phá đến Gap luôn này. Tiếp theo là Namigod và sau đấy là đến Zoro. Ok luôn. Crocodile thì mình cũng đột phá tiếp anh em nhá. Giờ thì mình đã có 5 vị tướng rồi. Và trước khi chiến đấu thì mình sẽ bố trận lại một chút này cho Crocodile Zoro vào nữa này anh em ơi. Hy vọng rằng là lần này mình có thể chiến đấu nhanh hơn anh em nhé. Ok, 5 vị tướng ra trận. Kẻ địch thì cũng khá là đông, nhưng mà đấy, anh em có thể nhìn thấy là 5 vị tướng ra trận thì chắc chắn là skill sử dụng sẽ được nhiều hơn. Aho spam skill chiêu thức và chiến đấu nó cũng sẽ nhanh hơn thật anh em ạ. Khi mà chúng ta đi chiến đấu thì đây là cơ chế loạn chiến nên là mình thấy mỗi một lần nộ lên là các vị tướng không có được những cái hoạt ảnh ngầu lòi như kiểu trong huyền thoại tặng anh em nhé. Làm xong một số nhiệm vụ thành tựu, mình nhận được nhiều phần quà phết, có khá là nhiều ngọc anh em nhé. Và cuối cùng sau khi mà vượt ải một lúc thì mình cũng đã mở ra được cái tính năng auto rồi và đi đánh đấm nó cũng nhàn hơn được một chút anh em nhé. Chứ nếu không có auto thì mình thấy là cứ click chuột hơi mệt đấy. Giờ thì mình cần thêm một tính năng nữa là bỏ qua trận chiến rất là ok này. Vượt ải một lúc thì mình mở ra được cái tính năng đấu trường vào đây để so tài thử với một số bạn xem mình có đánh đấm được hay không nhé. Ở đây mình thấy có một số bạn lực chiến cao hơn mình rất nhiều, cho nên là mình đã lựa chọn bạn mang tên là NPC oánh, bởi vì lực chiến bạn đấy chỉ có 65.000 thôi và bạn đấy lại đạt hạng 679. Cái tội gì mà không múc phát nhỉ? Ok, đội hình của mình ra trận thì vẫn 5 vị tướng mình vừa mới nâng cấp mạnh thôi. Gap thì mình chuyển lên đầu, Akainu mình cũng chuyển lên đầu luôn. Và bây giờ thì mình sẽ múc nhá, để mình tấn công thử xem là có ăn được bạn đấy hay không nhá. Chắc là ăn được thôi vì đội hình của bạn đấy mình thấy có 65.000 lực chiến rồi mà. Rồi, vào trận cái là đội hình hai bên áp sát vào nhau cực kỳ khủng khiếp khi mà Gap liên tục là đấm đá các kiểu có đà điểu luôn. Gió xoáy phong ba thì ở đâu đó là cứ xuất hiện tùm lum tè le, sét giật đùng đoàng. Và cuối cùng thì team mình cũng đã chiếm được lợi thế khi bạn chỉ còn lại kit thôi, nhưng bên mình thì vẫn còn cả 5 thành viên mà đánh cho team bạn ôi rồi sao mà lờ luôn. Khi mà mình chiến thắng được cái bạn đấy thì mình đã đạt luôn thứ hạng của bạn đấy anh em nhé. Và tiếp tục là mình sẽ tìm kiếm bạn nào có lực chiến thấp thấp một tí, nhưng mà không, toàn lực chiến cao thôi. Nên là mình đã quyết định quay trở lại cái phần vượt ải này để vượt ải thêm, kiếm thêm tài nguyên để nâng cấp tướng anh em nhé. Một số những cái ải bọn mình thấy khá là khó, đánh rất lâu mất thời gian mà chưa thể nào mà thắng được anh em nhé. Sau khi vượt ải xong thì mình cũng đã hoàn thành thêm một số cái nhiệm vụ nữa và có thể tăng cấp rồi. Nhiệm vụ chính thì đây, mình cũng nhận được thêm rất là nhiều những cái ngọc nữa này anh em ơi. Giờ thì mình quay trở lại tướng và tiếp tục nâng cấp lên cho vũ khí của mấy em này lên anh em nhé. Lần lượt các em như Gap này hay là Akainu thì đều lên được level 75 hết rồi anh em ơi. Sau khi đi vượt ải thì mình cũng đã mở ra được thêm mấy cái kỹ năng nữa và hoàn toàn có thể nâng cấp được lên rồi anh em nhé. Tất cả những cái vị tướng này thì mình đều nâng cấp full kỹ năng lên cộng 6 rồi. Phần thưởng khi mà mình đi chinh phạt thì cũng hoàn toàn có thể kiếm được mấy cái cuộn chiêu mộ đấy anh em ạ. Lúc nãy mình kiếm được một vài cái rồi, tất nhiên ải này thì không có, nhưng một số những cái ải trước thì mình có. Bây giờ mình vào nhà hàng để mình chiêu mộ nhé. Ôi, nãy giờ tưởng kiếm được nhiều lắm, hóa ra kiếm thêm được mỗi một cái. Đó, bây giờ mình sẽ tiêu luôn để xem được vị tướng là xịn xò con bò hay không. Nếu như ra tứ hoàng thì lại ngon, nhưng không, nó lại là Moria anh em ạ. Còn 10 cái cuộn chiêu mộ thường ở bên siêu tân tinh thì mình sẽ chiêu mộ x10 luôn để xem được tướng nào anh em nhá. Ok, nói chung là toàn rác thôi. Tí nữa thì mình sẽ đi huyết tế để có thể kiếm thêm tài nguyên nâng cấp tướng cho những con khác. Nhìn chung để mà so sánh cái tựa game này với cả huyền thoại hải tặc thì mình vẫn thấy là huyền thoại hải tặc nó có cái gì đấy cuốn hơn, do là các vị tướng ở đấy mình thấy nó rất chi là ngầu lòi và đẹp anh em nhé. Tất nhiên là cái tựa game huyền thoại đảo kho báu này thì một số những cái lối chơi như kiểu là về cơ chế chiến đấu là loạn chiến này hay là có nhiều tính năng khác nó cũng khá là mới mẻ. Tuy nhiên đối với cá nhân mình thì mình vẫn ưu tiên về cái đồ họa trước, tướng trong nó có xịn xò con bò thì mới có cảm xúc để chơi tiếp được anh em ạ. Thì không biết ý kiến của anh em như thế nào, nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và nếu như anh em muốn mình làm thêm nhiều video hơn về cái tựa game huyền thoại đảo kho báu này thì cũng để lại ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Như anh em nào mà thích cái tựa game huyền thoại đảo kho báu này mà muốn tải game để chơi trên PC máy tính ấy, thì có thể tải game bằng cái đường link mình để dưới phần mô tả và bình luận nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.